Biến chủng COVID-19 mới EG.5 là biến thể phụ của Omicron đang lây lan ở nhiều quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới xếp biến chủng EG.5 vào nhóm biến thể phụ Omicron đáng quan tâm mà các quốc gia nên theo dõi. Tại Việt Nam thì chưa có báo cáo về ca nhiễm biến thể phụ này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không xét nghiệm thì khó có thể phân biệt được nhiễm EG.5. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, EG.5 có thể làm tăng số ca mắc trong cộng đồng, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể này gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác của chủng Delta và Omicron. Tuy nhiên, với tốc độ lây lan như hiện nay ở nhiều nước trên thế giới, các chuyên gia y tế nhận định nó cũng có khả năng cao xâm nhập vào Việt Nam thông qua việc giao lưu với các nước. Ta thấy rằng là với cái việc mà thế giới cũng đã tăng các cái trường hợp mà nhiễm cũng như là mắc COVID-19 trong thời gian vừa rồi, thì cái việc mà Việt Nam cũng sẽ trong cái tình huống giống như vậy, nó cũng sẽ là tất nhiên thôi. Bởi vì cái việc mà đi lại một cách dễ dàng như thời điểm hiện tại, và ngay cả trên các cái phương tiện công cộng, chúng ta cũng đã thấy rằng cái việc mà tuân thủ đeo khẩu trang đã giảm đi rất nhiều, thì cái việc mà xuất hiện các cái tình trạng lây nhiễm cho cộng đồng là điều gần như là chắc chắn. Hiện nay thì dịch nó đã tăng chiếm khoảng 17% các chủng ở Mỹ này, thế rồi ở Anh, ở Pháp này, gần đây ở Nhật Bản, ở Trung Quốc. Thế thì cái việc giao lưu của chúng ta đối với các nước này nó cũng rất là lớn. Nên là như vậy thì hiện nay chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể nó đã có rồi, nhưng mà chúng ta lâu nay là cái vấn đề xét nghiệm của chúng ta cũng không phải là xét nghiệm được nhiều, hoặc là nó thể trong thời gian tới nó cũng có thể lây lan vào Việt Nam. Thế thì cái sự có mặt của cái chủng này ở Việt Nam thì cho rằng nó là vấn đề hiện hữu. Các triệu chứng khi nhiễm EG.5 có thể bao gồm ho, sốt hoặc ớn lạnh, khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, mất vị giác hoặc khứu giác và đau đầu. Tuy nhiên, nếu không xét nghiệm, các triệu chứng này vẫn có thể nhầm lẫn với những bệnh cảm cúm hoặc các bệnh khác do thời tiết thay đổi. Sợ nhất là những cái việc mà nó tăng nặng và nó gây ra người dân phải nhập viện nhiều, gây ra quá tải hệ thống y tế, thì đấy là cái chúng ta cần phải theo dõi xem là nó như thế nào, thế rồi nó có vô hiệu hóa vaccine không hay không. Thế còn ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là đặc biệt chúng ta phải chú ý đối với nhóm dễ bị tổn thương, những người già, người mắc bệnh nền, người có suy giảm miễn dịch, dù anh có nhiễm những cái chủng nhẹ nhưng vẫn có những triệu chứng tăng nặng mà phải nhập viện. Trước sự xuất hiện biến thể mới, các chuyên gia y tế khuyến nghị vẫn cần tiêm phòng vaccine cũng như đeo khẩu trang nơi công cộng.